anh có nhận thấy là có một cái thứ gì mà khi anh còn trẻ anh tin là đúng nhưng mà sau rất nhiều năm đến tận bây giờ anh cảm thấy nó sai không ờ ừ, anh nghĩ là ngày xưa anh có một niềm tin rất là chắc chắn là mình có thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của mình vâng ờ nhưng bây giờ anh thấy là mẹ có nhiều cái kiểm soát được ừ. kiểu ở uh, sẽ kiểu cuộc sống nó sẽ có rất là nhiều những cái biến số bất ngờ ấy. Ừ. và gần như là có những cái chuyện mà mình sẽ gần như là nằm, nằm ngoài khả năng kiểm soát của bản thân mình nên là mình sẽ phải chấp nhận cái chuyện đó ừ. và bây giờ đấy, anh thấy cái việc mà mình linh hoạt mình linh hoạt để mình thích nghi với những cái thay đổi nó quan trọng hơn quan trọng hơn là ngày xưa kiểu anh bị khá là cứng nhắc ừ. ngày xưa anh sẽ nghĩ là mọi thứ phải là do ta kiểm soát chẳng hạn ừ. mình sẽ phải lên kế hoạch nếu mà như này không được thì sẽ như làm phương án b b không được thì c kiểu đấy nhưng mà đến khi mà đấy mọi thứ bắt đầu nó xảy ra Chuyện này chuyện kia mình thấy là Mình sẽ không thể nào mà lập kế hoạch hết cho tất cả được đấy Và cái quan trọng là khi mà cái, cái chuyện bất ngờ xảy ra thì Mình phải linh hoạt mình thay đổi thôi Thì anh nghĩ đấy là một cái điểm mà đến bây giờ anh thấy khác hẳn thì khác hẳn so với ngày, ngày trước Và cũng nhờ cái Nó sao nhỉ? Nó gần như là một kiểu cái thái độ chấp nhận đấy Chấp nhận ở đây không phải là mình nhận rồi mình mình, mình bông xuôi nhé mà mình chấp nhận và mình tiếp nhận nó để mình thay đổi để có thể kiểu đồng hành cùng nhau thay vì kiểu chống đối lại nhau ờ tức là, vi, là. ví dụ như là tách ra hai hình ảnh đi vâng anh ở đây này và cuộc sống là một thằng đứng trước mặt vâng thì ngày xưa anh sẽ luôn muốn là nó phải theo mình vâng. và nó là trái với mình thì mình sẽ la vào mình chiến đấu với nó ừ nhưng bây giờ thì anh sẽ kiểu bắt tay ấy và ok tôi sẽ bắt tay với ông tôi với ông cùng trao đổi để làm sao là có thể cùng nhau kiểu đi cùng nhau chứ không kiểu đi đối nghịch lại với nhau nữa. Đấy chắc như thế dễ hiểu hơn. Ừ. Chắc chắn là cái việc mà anh uh, cố gắng thay đổi hoặc là cố gắng làm chủ tất cả mọi thứ đấy nó cũng nó cũng phải gặp chắc trở gì đấy thì anh mới dẫn đến đi... đúng rồi. Ừ. Đấy thì đấy ngay chuyện đơn giản chuyện chuyện, chuyện, chuyện chuyện kinh doanh chẳng hạn. Vâng, cái tính này tính kia nhiều khi ra ra cái gì <laughs> tính được. Ví dụ như là kiểu anh nhớ một cái lần kiểu có một cái chuyến hàng vừa tết ấy vâng mà em, em em phải hiểu là kiểu hàng thực phẩm tết là những cái cửa hàng thực phẩm vào mùa tết là người ta kiếm là cái mùa kiếm chính vâng đúng rồi tại vì nhu cầu rất là tăng hồi đấy anh đã xếp hết mọi thứ nhá kiểu uh, khách hàng đã biết là mình sẽ có mặt hàng này này và mình đã có nguồn rất là ngon này và nguồn mình tin tưởng rất là ngon và khách hàng đặt trước một lượng khá khá và cuối cùng khi mà anh kiểu chuyển cái khoản tiền đấy cho một cái uh, cộng nhân viên ấy để cậu ấy đi cậu nhập hàng tại vì cái nguồn hàng đấy là ở quê của nó mà cuối cùng nó cầm máy <laughs> đi nó chơi bạc <laughs> 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 đấy thì tình cái nó <laughs> gì nữa thế coi <laughs> như năm đấy mất tết ơ nhưng mà sau đó thì anh không kiện hay là thì sau đấy thì mà, mà <laughs> bắt đầu kiểu có những cái câu chuyện ra phía sau em bắt đầu gọi điện để anh nhờ phía bên cả người nhà nó tác động vào vâng để nó trả nhưng mà lúc lúc đấy thì sau đến mấy tháng nó mới trả cái khoản tiền đấy nhưng mà vấn đề là mình sẽ bị mất một cái khoản tết ấy rồi ừ. đấy là cái đợt tết đấy kiểu mình cũng phải đi vá víu lại ấy. cứ phải ok nguồn này không có mình phải đi kiếm nguồn khác nhưng mà nguồn khác thì nó sẽ không đúng yêu cầu của khách hàng chẳng hạn coi như là anh mất một cái tết hơn đấy thì đấy thì mình cảm giác đấy có những chuyện như thế ấy. mình tính làm sao được đấy ừ. tự nhiên nó hay là kiểu đang trồng rau tự nhiên có trận mưa lớn chẳng hạn và cái chú đấy hôm đấy chú lại quên quên không rào chắn các thứ cũng kiểu rau hấp cỏ hư hại tức là nó có rất là nhiều chuyện từ nhỏ đến to anh cảm giác là ở sức người có hạn mình đừng có kiểu tham quá đừng có tham vọng kiểu mọi thứ nó phải là của mình mọi thứ nó phải theo mình nó chả bao giờ như thế cả cần cù là vô bù bù năng <laughs> Đúng không? Thầy thầy Huấn đã dạy rồi. Đấy cho nên là anh em luôn nhớ là gì? Năng khiếu là một chuyện, năng khiếu là là môn là nó là, là, là một có coi như là một cái bước khởi đầu đi. Vâng. Thế nhưng mà khi mà ông có năng khiếu nhưng mà ông lười đi thì ông cũng chả làm được cái gì đâu. Đúng không? Nhưng mà khi mà ông chăm, đấy, một ông chăm và một ông có năng khiếu, cái ông chăm này không có năng khiếu nhưng mà ông ấy cần cù ừ thì ông vẫn đi lên được và ông kiểu gì ông ấy cũng đạt được cái đích mà ông muốn. Ừ. Nhưng riêng cái ông năng khiếu này ông lười không bao giờ ông đạt được cái mục đích đấy. Ừ. Đó, nhưng mà ví dụ như một ông năng khiếu này, ông lại cộng thêm cái siêng năng nữa. Là em hiểu là cái cái tổ chất người ta sẽ đi như nào. Ừ. Nó sẽ chắc chắn chắc chắn là nó sẽ hơn những cái ông cần cù này rồi, đúng không? Nhưng mà ở đời mà làm gì có chuyện là 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 là, là một ông nào chơi cả hai. Ừ. Ông nào năng khiếu là ông khệnh khạng cái là Ờ, t t t t làm được rồi á, Mình đơn giản đơn giản dễ dễ rồi đúng không? Đúng rồi. Làm rồi, kệ. À, ông không tập nữa. Đấy cuối cùng là thôi, đi luôn. Đấy, còn ông càng ông ông không có năng khiếu thì ông ấy lại càng biết cách ông cần cù siêng năng. Cái việc mà ngày nào mình cũng luyện tập, ngày nào mình cũng cũng sở để nó là một điều rất quan trọng. Em nghĩ là cần cù là một dạng năng lực mà. Đúng rồi. Không không phải ai cũng làm được, giống như thực ra ai thì cũng thích vì mình làm cái gì cũng phải nhanh Đúng rồi cũng phải đúng được rồi. Uh, khen ngợi đúng không chính xác mà luôn mấy ông đấy suốt ngày đi tập có khi ấy, nhìn ra bạn bè hoặc là thầy có khi mắng đấy đấy đúng không vượt qua được thì ừ. cũng, cũng phải đam mê đấy có rất nhiều người học sinh anh cũng thế thôi chửi suốt ngày mà ơ ừ. ờ, anh chửi suốt ngày nghĩa là mình bảo nó làm nó làm cái gì ấy <laughs> thế 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 nhưng mà nếu như nhá mà nó nó nhận thức được và nó hiểu ra vấn đề là tại sao ông này hay nói mình và chửi mình thế thì nó phải nhận biết được đúng không ừ. thì nếu mà nó thay đổi được cái vấn đề đấy và nó làm theo cái hướng của thầy nói thì nó sẽ là một người giỏi ừ. và sau này á sau này nó là một người đức tính tốt ừ. à, còn ông nào mà ví dụ như là vừa mắng cái tự ái luôn nữa, có luôn anh có chứ nói và tự ái ngay thì thì anh nghĩ là những người này không đi xa được bởi vì thực sự là mình quan tâm và mình muốn nó tốt mình mới nói nó nhiều ừ. chứ nếu mà thực sự em cảm nhận đúng không ví dụ như ờ ông đến lớp tôi Ờ ừ, được rồi em, em cứ tập đi Xong ừ, ok em tập đi Thì đấy là một người mà mình không cần quan tâm nữa ừ. Và nó sẽ không bao giờ giỏi được Đó, mình đi học ngày xưa cũng thế đúng không đúng. Ví dụ cô Nhiều ông nghịch, ơi là nghịch Nhưng mà cô giáo lúc nào cũng phải nhắc tên Lúc nào ra gặp riêng, sau lúc nào nói riêng Bởi vì cô rất quý cái thằng đấy ừ. Đó, còn cô mà cái tầm mà Mà không quan tâm hay không kè Là rất sợ giờ mình mình có thể nhìn thấy trên báo chí này hay là trên tất cả phương tiện truyền thông là các bạn trẻ bây giờ thành công cũng sớm lắm các ừ. bạn kiểu mười mấy tuổi hai mươi tuổi yeah. hai mấy tuổi các bạn đã thành công rồi và đương nhiên là thành công thì 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 ai cũng thích tuy nhiên thì có một cái em nhận thấy là anh em mình cũng có chia sẻ là thành công trẻ nhiều khi nó cũng có những cái cạm bẫy những cái, ừ. cái cạm bẫy của nó yeah. vậy thì từ một người mà đã trải qua cái câu chuyện như vậy rồi thì lúc mà anh thành công sớm như thế thì anh cảm thấy như thế nào bởi à. vì thực ra là trong những cái lĩnh vực mà anh làm ví dụ như là thương mại điện tử ấy, chẳng hạn thì và anh được tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ rất đúng, nhiều bạn à. trẻ và bạn ấy kiếm thu nhập rất là 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 tốt ví à. dụ như những cái con số anh không thể hình dung ở cái độ tuổi như vậy mà các bạn có thể làm được cái việc đấy ở chiều ngược lại khi bạn thành công nhanh như vậy thì các bạn ấy đấy một là các bạn ấy sẽ không kiểm soát được cái sự kỳ vọng của mình tức là, là các bạn nghĩ rằng các bạn giỏi rồi các bạn ấy như vậy là, là rất là xuất sắc và các bạn ấy nghĩ rằng là thế là 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 xong rồi hay thành công sớm của người trẻ bây giờ thì nếu như các bạn để ý chỉ cần không phải so đi đâu xa so với các quốc gia mà đang phát triển mạnh về uh, thương mại điện tử đi uh, trung quốc hay là ở đông nam á là uh, indonesia thì cái độ tuổi thành công của những cái người ở các quốc gia đấy nó còn thấp hơn người trẻ việt nam rất là nhiều ừ. nhưng các bạn ấy không dừng lại mà các bạn lại tiếp tục tiếp tục tiếp tục phần đấu bởi vì là các bạn ý, anh nghĩ là một trong yếu tố là các bạn ý uh, kiểm soát cái kỳ vọng nó tốt, manage cái kỳ vọng của bản thân rất là tốt. từ khi đạt được một cái nấc nào đấy, thì các bạn luôn luôn nhìn thấy cái nấc tiếp theo là gì, hoặc là cái rủi ro ở cái nấc này là gì để các bạn ý tiếp tục các bạn ấy phát triển. Và vì thế nó luôn luôn nó vẫn còn cái động lực để học, luôn luôn có động lực để thử những cái mới. Để cố gắng phân đấu hơn là cái việc là nhìn thấy những cái ở trên mạng xã hội đặc biệt trên mạng xã hội hiện nay có những cái gọi là vui thì ok nhưng mà có rất nhiều cái nó sẽ mang tính chất tiêu cực cho các bạn trẻ tức là nhìn thấy những cái người họ không hiểu sao ở độ tuổi đó họ đã có thể thành công như vậy họ có cái này họ có cái kia nhưng mà họ không hiểu được rằng là đằng sau đấy những cái người đấy họ đã phải trải qua những cái gì họ đã phải vượt qua những gì để đạt được cái thành công đấy mà chỉ à. nhìn thấy cái bề nổi thôi thì các bạn ấy sẽ sinh ra một cái tâm lý là muốn thành công sớm muốn thành công nhanh thì cái đấy nó sẽ dẫn các bạn ấy đi nhiều khi sẽ sẽ không tốt và các bạn sẽ rất là dễ vấp ngã đó. Ừ. Ừ. Vâng. Thì anh nghĩ là cái câu chuyện kiểm soát kỳ vọng đấy có phải là một thứ mà mình có thể học tập tức là mình có thể học và mình phát triển được không? Nó nên dựa trên những nguyên tắc nào? Đúng rồi. Vâng. À, bởi vì cái kỳ vọng ấy, hay là cái mục tiêu ấy, của mỗi người nó sẽ khác nhau. Vâng. Và cái đó không ai giúp mình thực hiện được. Vâng. và cũng đừng có đem cái mục tiêu hoặc cái kỳ vọng của người khác để áp vào bản thân bởi vì là nó sẽ rất là là là, là khó để đạt được vâng. uh, cái điều đấy vì nó không phù hợp vì bản chất là chỉ có mình mới hiểu bản thân mình thôi vâng. mình mới hiểu điểm mạnh của mình là gì mình mới hiểu cái uh, điểm mà mình chưa hoàn thiện là gì uh, những cái tiêu cực của của mình là gì và dựa vào đó thì mình mới biết là mình cần phải tập trung ở đâu để phát triển